từ đầu hè, đúng là từ đầu hè giờ mình mới kiếm được một chiếc gilê nó thực sự đẹp. Đây có lẽ là chiếc gilê mà nó đẹp nhất trên sàn mình kiếm được cho anh em đến thời điểm bây giờ. Trước mình có mua một hai con gilê tầm hơn 200k trên Shopee đấy, nhưng mà thực sự cái form của nó không được rộng như là ảnh Trung Quốc mà shop lấy. Form thường bé hơn rất là nhiều so với ảnh mẫu, nhưng mà con gilê này thì khác, thực sự cái form của nó rất là rộng, rộng như là ảnh Trung Quốc luôn. Mà cũng đúng thôi, bởi vì cái shop này nó nhập hàng Taobao Trung Quốc mà. Ngoài cái form dáng ra thì cái chất vải của nó cũng rất dày dặn, dày gấp mẹ đôi con 200k kia. Cái mặt lưng của nó thì có chi tiết chữ nhìn khá là xịn, nó làm bằng da và thêu viền xung quanh luôn. Và tất nhiên form dáng đẹp thì chuyện mặc nó lên thì cũng rất là dễ đẹp thôi. Áo gilê là một trong những item mà biến những chiếc áo thun của anh em thành nó hết đơn giản, hết nhàm chán đi bội phần luôn. Nói chung là về form dáng và chất liệu thì con này đúng là kiểu chắc là ngon nhất sàn bây giờ.